Silent Hill dịch nôm na là đồi tĩnh lặng. Điều này có nghĩa rằng đây là một vùng đất hoang vắng, u ám và chẳng có một bóng người. Được biết, Silent Hill là một thị trấn đã tồn tại từ rất lâu. Điều kỳ lạ rằng thị trấn này luôn bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc và trắng xóa. Thế giới bên trong thị trấn vô cùng im lặng và không chứa một bóng người nào cả. Nhiều người đồn đoán rằng Silent Hill là nơi trú ngụ của các thực thể, sinh vật đến từ phòng thí nghiệm hay từ cõi âm mà con người chưa từng biết đến. Và cộng đồng người chơi Minecraft đặt ra câu hỏi rằng liệu nó có tồn tại trong Minecraft không, vì nó đã xuất hiện ở nhiều tựa game khác. Đoạn băng sau đây được ghi hình bởi người chơi Gray sẽ chứng minh thị trấn bí ẩn này. Đoạn video kể về người chơi đã và vừa tạo thế giới chơi đơn. Anh ta dự định sẽ không xây nhà ở khu vực này vì nó có quá nhiều tuyết. Bởi lẽ nước nơi đây sẽ bị đóng băng, bất lợi cho việc nuôi trồng. Vậy nên anh ta quyết định tiến vào bên trong khu rừng để tìm vị trí thích hợp. Quanh quẩn hồi lâu thì bất chợt làn sương mù dày đặc kéo đến. Anh hoảng hốt và chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Điều này anh ta chưa từng gặp trước đây trong Minecraft. Làn sương mù trắng dường như bao trọn cả nơi đây. Tầm nhìn anh bị hạn chế và chỉ biết đi lòng vòng tìm lý do. Bất ngờ anh quay lại thì đã có một sinh vật kỳ dị xuất hiện và lôi anh đến chiều không gian khác. What the? Màn hình anh bị rung lắc với những dãy sóng chập chờn. Anh tỏ ra vô cùng lo lắng về chiếc máy tính của mình. Sau đó, anh ta bị dịch chuyển đến một chiều không gian kỳ lạ, nơi đây như thể là một gói tài nguyên nào đó. Nhưng anh thề rằng chưa từng cài đặt bất kỳ thứ gì. Anh sợ hãi và làm mọi thứ xung quanh, nhưng chẳng thể phá vỡ khối lốc nào. Anh tình cờ phát hiện một cái rương, anh mở ra và lấy cho mình những ngọn đuốc. Oh, the chest. Torches. Không còn cách nào khác, anh phải tiếp tục bước đi. Đoạn đường phía trước rất u tối. Nói rồi, anh đã tìm được mặt đất và bước ra ngoài. See something. Coming out, what's this say? Tại đây anh bắt gặp một chiếc bảng kỳ lạ. Nó ghi rằng, chào mừng bạn đến Silent Hill. Anh chẳng biết nó là gì và bước tiếp. Màn hình anh xuất hiện những dòng thông báo. Bạn có phải là Ray Savage không? Bạn đã được đưa đến một vùng đất bí mật trong Minecraft, nơi đây rất nguy hiểm. Bạn phải đánh bại chúa quỷ của thị trấn Silent Hill để sống sót khỏi đây. Chúng tôi biết bạn là ai, bạn sống ở đâu. Bạn sẽ bị bắt cóc ngoài đời nếu không thoát khỏi nơi đây. This has gotta be the craziest thing I've ever had happen to me. Hú hồn, đành vậy, anh ta quyết định cố gắng sinh tồn trong thị trấn hẻo lánh này. Anh thử mở tất cả cánh cửa để tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng dường như nơi đây không có ai cả. Tin nhắn lại xuất hiện, nó nói rằng cô gái anh vừa gặp khi nãy thật sự chết khi đến đây. Ray sợ hãi và mở chiếc rương ra để lấy thịt và cung. Anh chạy ra bên ngoài và thử với từng cánh cửa khác, nhưng không hề. Anh tưởng mình đã bị kẹt ở đây, nhưng khi quay ra sau lưng thì đã có một đường hầm. Anh tiến vào và bắt gặp một bức ảnh kỳ dị. It's such a creepy picture. Anh không hiểu nó nói gì. Anh phát hiện ra sau bức ảnh đó có đường đi, vậy nên anh tiếp tục. Those are creepy pumpkins. Anh mở những chiếc rương mà anh có thể mở được để lấy thức ăn. Anh phát hiện nơi đây như một mê cung trò chơi. Anh phải tìm cách bước tiếp, nhưng cánh cửa không mở được. Anh đã thử mọi cách để mở cánh cửa này. Anh đi lại chỗ cũ để tìm kiếm có chiếc chìa khóa bí mật nào được giấu ở đây không. Thì bên trong làn sương mù dày đặc. Hide in the room. Anh sợ hãi tìm đến căn phòng gần nhất để trốn. Right past me. Oh, it's still looking for me. Anh quan sát dường như thấy nó không phát hiện ra mình, nên anh quyết định bám đuôi theo nó. Got me four. I think it's looking for me. Bất ngờ thấy con quái vật đã vô tình phá cánh cửa mở đường đi cho anh. Anh chậm rãi nép mình sang một bên phòng để phòng hờ nó phát hiện. Anh bước tiếp vào, bên trong là một thư viện cổ và con quái vật khổng lồ ấy đã biến mất một cách thần kỳ. Vì để giải mã nơi đây, anh lại tiếp tục bước sang một cánh cửa khác. Khi anh bước vào, anh nhận ra lối đi và đường đi đã bị chặn lại. Anh không thể trở lại. Anh lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh để tìm đường đi. Anh tiến lại một căn nhà gần đó có ghi chữ hotel.
Anh vào bên trong và lấy ra những quyển sổ kỳ lạ. Buttons. Anh mở ra và xem những ký tự kỳ lạ và những con số trên tường. Anh không hiểu gì về nó. Anh tiếp tục tiến lên lầu, tìm ra phòng ngủ và những chiếc giường. Cuối cùng, anh lên sân thượng và bắt gặp một chiếc rương khác. Anh mở ra và có một quyển sách tên là Death, tức là chết. Anh đọc những dòng chữ được ghi: không ai cứu chúng ta, chúng tôi đã chết. Anh cười nhẹ và do dự nhảy xuống cái cây gần đó hay nhảy vào bên trong cánh cửa. Nói rồi, anh đáp tại một cái cây cao. Just on top of trees. Oh, I did this wrong. Tại đây, anh phát hiện ra một công viên thiên nhiên, nhưng nó đã đóng cửa và anh không thể vào. That's what I should have done. I should have gone in there. Bất ngờ, một con quái vật lao đến từ bên trong, khiến anh giật mình. Rất may mắn, cánh cổng đã khóa và nó không thể thoát ra khỏi đó. Anh hoảng hồn khi nhận ra mình sẽ là nạn nhân của nó nếu mình nhảy vào bên trong công viên. Tập 1 đến đây là kết thúc. Đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để theo dõi tập 2 sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn tốt lành.